Công an thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương phối hợp với cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ việc, tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Đình Quyết trú thành phố Tân Uyên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 22 tháng 3, Quyết cùng với nạn nhân sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tỉnh Hà Tĩnh, đi ô tô đến quán bia thuộc khu vực phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình. Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày thì giữa Quyết và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn. Khi đi về, Quyết đã điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của nạn nhân đang đậu trên đường, làm nạn nhân bị gãy chân. Ngay sau đó, Quyết đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.